Five of Wands. Trốn tránh cuộc săn đuổi, con hổ rừng lấy hết sức, lao đầu chạy, càng xa càng tốt. Phóng qua mấy tảng đá, luồn lách phía dưới những nhánh cây, nó phăng phắc ấn từng bước chân xuống đất, tỷ lệ thuận với tốc độ tăng adrenaline trong máu. Sắc đỏ, mùi máu vương vãi khắp trong không khí, dẫn đường cho những kẻ săn mồi đuổi theo. Chúng cứ thế, điên cuồng lần theo những vệt dài mờ nhạt và xanh xám. Mặc dù săn đuổi theo bầy đàn, song chúng lại nỗ lực giẫm đạp chồng chéo lên nhau, dù cho cùng một mục đích, chỉ để trèo được lên trên đỉnh cây trượng, rồi lao tự do vào không khí, hướng đến con mồi. Ai cũng chỉ biết lo cho mình, và nhờ ơn trận chiến giữa những bộ lông mao lớn đớm ánh lửa kia, con họ có thời gian. Chúng làm tất cả mọi thứ có thể để cản trở lấy con thú nhỏ bé kia. Xong, như thể chỉ chút lấy trận xung đột. Điều này như thể việc bơi ngược dòng chống lại cơn sóng mạnh mẽ vậy. Tình trạng kiệt sức thiêu đốt bên trong từng bắp thịt và lồng ngực. Bất chợt, một tiếng gọi yếu ớt cất lên từ bên trong tiềm thức. Hãy thử lắng xuống xem, và để cơn xung đột thủy triều quét sạch tất cả và trôi đi. Nhưng không, nếu làm vậy, có thể sẽ bị người kẻ khác ồ đến, giẫm đạp lên mình. Nó cảm nhận nhịp đập hối hả của con tim rung lên theo từng hồi của trận đấu. Điều này là một trở ngại khó khăn, cùng với những chướng ngại vật sống mà nó bắt buộc phải vượt qua, nếu còn muốn sống sót. Đối với lá Five of Wands, đôi khi nó giống như hàng tá trở ngại ném vào trong cuộc sống, dần dần biến thành bức tường chướng ngại vật mà ta cần phải học cách vượt qua. Hãy biết dũng cảm và để cơ thể đánh thức dòng adrenaline trong máu và tâm trí để đối mặt qua khó khăn. Hãy học cách đáp lại những thử thách cùng sự hồi phục mạnh mẽ. Đừng mãi chìm đắm trong thất vọng. Biết đánh giá đúng những nguồn sức mạnh xa lạ, dùng nó để chống chọi với những khó khăn. Six of Wands. Chàng trai đứng trên bức tượng sư tử đá, một hình ảnh tượng trưng cho những vị vua và hoàng đế, nhằm phơi bày uy thế của bản thân như bản tuyên ngôn thắng lợi. Tượng con sư tử cúi đầu và ngậm chặt mồm như tôn vinh thêm cho chiến thắng này, nằm im lặng một cách đầy phục tùng. Anh ta cầm một chiếc gậy tựa quyền trượng, dương cao vòng nguyệt quế. Anh biết số phận mình lúc này như một ngôi sao đang tỏa sáng, đủ rực rỡ để đánh thức bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích bản thân. Từng trải qua rất nhiều thử thách, đến rồi đi, từ những hiệp sĩ gan dạ đến kẻ điên rồ, những kẻ khôn ngoan để tìm cách đánh lừa anh, những kẻ tiếng tăm như cồn cùng đám thuộc hạ, hay cả những kẻ đầy vẻ hiên ngang nhưng khả năng thấp kém. Không một ai có thể vượt qua được anh ta lúc này. Anh tự tin với sức mạnh, năng lực cá nhân, kiêu hãnh và ngạo mạn, khẳng định rằng chẳng có ai sánh được với mình. Và sau đó, anh ta luôn khẳng định vị thế thông qua việc chống lại số đông và khiến mình nổi bật. Có lẽ một kẻ thách thức nào đó sẽ đánh bại anh ta, song thời cơ vẫn chưa đến. Rồi một lúc nào đó, vị vua kiêu ngạo quá mức kia sẽ phải sững sờ và hối hận vì sự ngạo mạn này. Six of Wands tượng trưng cho thành công và chiến thắng. Một chiến thắng vượt trội và vượt qua nhiều trở ngại để đi lên vị trí dẫn đầu. Nhưng hãy cẩn thận, không chừng bạn sẽ trở thành nạn nhân của cái bẫy ngạo mạn và chán chường, nguyên do vì một chiến thắng không thể bác bỏ. Đừng đánh mất bản thân trong sự thổi phồng quá đáng tầm quan trọng của mình. Seven of Wands. Con chồng cái tìm cách chống trả lại con lửng đi. Trong lúc đó, những đứa con của nó đang được bảo vệ bên trong chiếc nôi cuộn tròn của mẹ chúng. Tội nghiệp những đứa bé, co rúm lại vào nhau, trong khi hai chiến bên kia cứ mặc sức thăm dò lẫn nhau. Một cú vồ được tung ra nhằm kiểm tra độ nhanh nhạy trong phản xạ, rồi một nhát cắn mạnh mẽ để khẳng định về khả năng phòng thủ của bản thân. Chồng mẹ gầm gừ, rồi tấn công bất thình lình về phía trước. Bà biết mình sẽ không thất bại, vì thâm tâm bà không bao giờ muốn mất đi bất cứ đứa con nào. Nỗi lo sợ về đám trẻ thiêu đốt bên trong trái tim. Hành động lúc này của con chồng cái hết sức quan trọng. Không đơn thuần chỉ cần lòng dũng cảm, mà phải hơn cả thế. Tất cả vì một tình yêu thương bao la, bất chấp lý trí và suy xét. Chỉ có niềm tin lúc này sẽ thúc đẩy trận chiến dữ dội gấp 10 lần cùng với một ý chí rực lửa. Những cây gậy tre là biểu tượng cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Loài thực vật này sở hữu khả năng dẻo dai với vẻ ngoài mảnh khảnh. Dù nghiêng ngả đến đâu trong gió bão, vẫn không bị giảm ngã. Nó mọc kiên cường và đâm vô số mầm non ra tứ phía khắp nơi. Một sự gánh đuôi tuyệt vời để giành lấy ánh mặt trời và cả không gian. Seven of Wands tiêu biểu cho việc giữ vững lập trường, bảo vệ những gì bạn tin tưởng.
Thế giới đầy rẫy những xung đột và cạnh tranh gay gắt. Con người phải biết học cách can đảm để đối mặt với bất kỳ thử thách nào có thể đến. Đừng nghiêng ngả dưới một cơn gió khắc nghiệt, phải biết mềm dẻo tựa phân tre. Dường như sự chênh lệch về khả năng vẫn có thể khắc phục bằng đức tin và lòng can đảm mạnh mẽ.